Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong cái nóng oi ả của những ngày đầu hè, sáng ngày 31 tháng 5 tại nhà tang lễ Thái Bình, vang vọng tiếng khóc nghẹn, tiếng nấc cả những tiếng gọi đau đớn, dù biết người kia sẽ không bao giờ hồi đáp. Đó là khung cảnh tại buổi tang lễ đẫm nước mắt tiễn đưa cháu bé bị bỏ quên trên xe đến tử vong về nơi an nghỉ cuối cùng. Xót xa đám tang của cháu bé 5 tuổi tử vong trên xe đưa đón ở Thái Bình. Trong không khí trầm lắng, người thân, bạn bè của gia đình cháu hát đã có mặt tại nhà tang lễ để thắp nén hương chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Tại lễ tang, mẹ của cháu hát đau đớn tột cùng, liên tục khóc ngất trước sự ra đi đường đột của cậu con trai bé bỏng. Trước sự mất mát quá lớn, mẹ cháu hát đã nhiều lần ngất xỉu và được người thân dìu vào phòng nghỉ ngơi. Một người thân của bé hát có mặt tại nhà tang lễ chia sẻ, Cô ấy nhận được tin con tử vong thì vội đặt máy bay từ Đài Loan về nước nhìn mặt con lần cuối. Chia tay chồng, cô ấy chấp nhận bương chải làm ăn phương xa để mong con có cuộc sống tốt hơn. Nào ngờ bé ra đi trong đau đớn. Do nỗi đau quá lớn, cô ấy liên tục ngất đi. Có mặt tại lễ tang, nhiều người thân bạn bè của gia đình cháu hát cũng không kìm nén được nước mắt. Theo cáo phó, lễ truy điệu được tổ chức vào chiều cùng ngày, gia đình sẽ đưa linh cửu cháu hát về an táng tại Nghĩa Trang quê nhà ở Nam Định. Nhiều người thân hàng xóm đã có mặt để chia buồn cùng gia đình và tiễn biệt cháu hát. Nhiều người thân đã không cầm được nước mắt và liên tục rơi lệ trước sự ra đi đột ngột của cháu bé 5 tuổi. Sự ra đi quá đau đớn và đột ngột của đứa bé nhỏ tuổi trong ngày tổng kết năm học khiến không ai có thể cầm được nước mắt. Ngồi sát cạnh linh cửu cháu, bà Hằng, bà ngoại nạn nhân phải liên tục có người chiều nghĩ đến đứa cháu được bà chăm bẩm từ khi còn đỏ hỏn lớn lên trong vòng tay của bà và các cậu thế nhưng bây giờ chỉ còn là tấm di ảnh mẹ cháu hát đã ngã quỵ liên tục ngất xỉu trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai bé bỏng gia đình phải nhờ đến sự hỗ trợ của các nhân viên y tế khi mẹ cháu hát ngất xỉu tại lễ tang ông phạm văn nghiêm tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã đến thăm hỏi động viên gia đình cháu bé Lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc Đồng thời động viên gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, tổ chức hậu sự cho cháu TRH và mong gia đình sớm ổn định lại cuộc sống. Đồng thời lãnh đạo tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư hỗ trợ tổ chức tang lễ cho cháu TRH theo đúng phong tục địa phương. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã đại diện các cấp các ngành trao số tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân. Khi nhận số tiền hỗ trợ, người thân cháu bé đã không nén nổi nước mắt. Trước đó, ngay khi hay tin con trai qua đời, mẹ cháu bé nhanh chóng bay từ Đài Loan, Trung Quốc để về gặp mặt con lần cuối. Nỗi đau xé lòng của mẹ cháu bé bị bỏ quên trên xe ô tô ở Thái Bình Khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 5, chị TTLP, mẹ của cháu bé TGH, sinh năm 2019, chú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư bị bỏ quên trên xe ô tô ở Thái Bình, đã từ Đài Loan Trung Quốc về nhà tang lễ thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình để gặp con trai lần cuối. Về tới nhà tang lễ để nhìn mặt con lần cuối, chị P đau đớn tuyệt vọng gọi tên con lần cuối mà không thể cất lên lời, rồi chị ngất xỉu, được người nhà đưa vào trạm y tế gần đó sơ cứu và chăm sóc tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình có rất đông người thân, bạn bè, phụ huynh trường mầm non Hồng Nhung có mặt chia buồn cùng gia đình. Ai cũng thương xót và thương cả mẹ cháu khi về gặp con lần cuối lại trong tình trạng này. Là người trực tiếp tham gia phá cửa xe ô tô, đưa bé hát ra ngoài, anh Nguyễn Ngọc Thái, 37 tuổi, có con học lớp 5 tuổi trường mầm non Hồng Nhung kể lại. Chiều hôm 29 tháng 5, tôi cũng đến con dự lễ tổng kết ở trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 và bắt gặp hai cô giáo đang dùng sức cày cửa ô tô màu đỏ đỗ ngoài cổng. Thấy họ loay hoay mãi không mở được cửa, tôi lại gần hỏi xem có chuyện gì xảy ra và hỏi họ có phải quên học sinh trên xe không. Một cô giáo liền đáp, vâng. Nghe vậy tôi vội vàng vứt lại xe, dùng chân đạp 4 đến 5 lần về phía cánh cửa xe nhưng cửa không mở. Phát hiện có một khe, tôi dùng tay ghi vào thành xe, một tay bẩy cửa, tạo một khoảng trống để cô giáo chui vào được. Lúc nhìn thấy cháu trai người tiếng tái, tay có vết, dơm sớm máu, được bấy ra, tôi thật sự ấn lạnh. Theo suy đoán của anh Thái, có thể lúc ở trong xe, cháu đã cố gắng cầu cứu để thoát ra ngoài, nhưng cửa kính đen nên không ai nhìn thấy. Anh Thái cũng khẳng định vị trí bé hát được phát hiện bất động trên xe là hàng sau ghế lái. Nhớ lại khoảng thời gian chạy tìm cháu khắp trường trong hoang mang, lo lắng, anh Trần Đức Anh cậu bé hát. Nghẹn giọng chia sẻ, hôm 29 tháng 5 khoảng 17 giờ tôi đã có mặt ở trường đón cháu hát, nhưng tìm mãi không thấy cháu đâu. Ngồi đợi đến hết buổi tổng kết cũng không thấy cháu, nên tôi lo lắng đi tìm từ tầng trên rồi tới các lớp. Tôi có hỏi giáo viên trong trường thì được mọi người hướng dẫn tìm cô Nhâm. Khi thấy cô Nhâm thì tôi hỏi thông tin cháu hát, thì cô giáo nói, hôm nay hát không đi học. Tôi gọi điện về hỏi mẹ xem cháu có đi học không hay mẹ để cháu ngủ quên ở nhà và mẹ tôi khẳng định chắc chắn cháu đã đi học và trao tay giáo viên rồi sau đó mẹ tôi gọi điện thoại nói chuyện với một cô giáo việc có đưa cháu lên xe sáng nay sau đó cô giáo cùng một người khác chạy đi tìm cháu đang hoang mang tìm kiếm bỗng nghe ngoài cổng ai đó nhắc tên cháu mình tôi vội chạy tới thì thấy có người đàn ông đang bế cháu ngoài cổng người cháu đã tím tái cố gắng hô hấp nhưng không thấy cháu thở tôi vội đưa cháu tới bệnh viện thì bác sĩ khám và nói cháu đã tử vong theo chia sẻ của hàng xóm cùng khu trọ với bà đinh thị hằng bà ngoại hát Thường ngày, bé Hát rất ngoan, lúc nào cũng xíu xít với bà và các cậu. Do hoàn cảnh, điều kiện công việc nên mẹ của Hát thường xuyên phải bay đi nước ngoài công tác. Vài tháng một lần, thì thoảng lại bay về và chơi với con. Theo bà Hằng, vì hoàn cảnh, mẹ của Hát phải đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Trung Quốc nên hát được bà ở nhà chăm lo cũng vì thương mẹ già tay chân đau yếu. Sợ lúc trời mưa gió, rét mướt đưa đón nguy hiểm cho cả hai ba cháu nên mẹ của hát đã đăng ký cho con đi xe buýt của nhà trường để đảm bảo an toàn. Bà Hằng khóc nức khi tôi có mặt để đưa cháu vào cấp cứu, thấy người cháu ướt sũng, lúc đó tôi liên tục gọi tên cháu, tuy nhiên cháu đã mãi mãi không tỉnh lại. Tôi không ngờ, mới sáng còn đưa cháu ra xe đi học, đến chiều lại phải đón thi thể cháu như thế này. Trước đó, báo cáo của công an thành phố Thái Bình cho biết, hồi 6 giờ 20 ngày 29 tháng 5, lái xe NVL và cô giáo PQA có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non Hồng Nhung, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, trong đó có bé TGH. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình. Bộ phận đưa đón học sinh và lái xe cũng đã không kiểm tra chéo, bàn giao để đảm bảo trẻ đã đến trường an toàn. Đến 17 giờ cùng ngày, người thân của bé hát đến đón, không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường, đồng thời tìm kiếm cháu hát. Sau thời gian tìm kiếm, phát hiện cháu hát vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Thời điểm này, nạn nhân người tím tái, thở yếu ớt và bất động. Mặc dù được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng cháu hát đã tử vong. Trường học đưa đón trẻ kiểu chắp vá Thưa quý vị, những vụ việc thương tâm nói trên một phần nguyên nhân dẫn đến việc cháu bé tử vong không thể không nhắc tới quy trình đưa đón học sinh, đáng nói thay vì thực hiện theo một quy trình bài bản thì ở đây trường lại đón trẻ theo kiểu chấp vá. Ông Trần Hữu Minh Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, điểm A khoản 2 điều 11 Nghị định 10 2020/NDCP quy định, đơn vị kinh doanh vận tải phải theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh vận tải. Đặc biệt Nghị định 10 cũng quy định, đơn vị kinh doanh vận tải phải có phương án kiểm soát để đảm bảo không còn hành khách ở trên xe khi đã kết thúc hành trình áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Ngoài ra, điểm B khoản 6 điều 4 thông tư 12 2020 TT BG TVT cũng quy định sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra khoang hành khách để đảm bảo không còn hành khách ở trên xe, áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Như vậy, dù không nêu cụ thể xe chở học sinh, nhưng rõ ràng hoạt động dịch vụ đưa đón học sinh đã được quy định trong các thông tư, nghị định về kinh doanh vận tải hành khách. Ông Minh nhấn mạnh, thực ra quy định đều có rồi, vấn đề mấu chốt theo tôi là tổ chức thực hiện tại địa phương. Địa phương phải tăng cường, thanh kiểm tra, đồn đốc, phát hiện và xử lý vi phạm đối với công tác tổ chức thực hiện của doanh nghiệp vận tải, cơ sở giáo dục trong dịch vụ đưa đón học sinh. Đồng tình với quan điểm trên, tiến sĩ, nhà giáo Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Bình Khiêm, Câu giấy Hà Nội cho rằng, việc đưa đón học sinh, đặc biệt là ở những trường tư tại các thành phố lớn đã được thực hiện bài bản, hầu hết các trường đều coi đó là sự sống còn của nhà trường. Thầy Hoa cho biết, ở trường chúng tôi, việc tổ chức đưa đón học sinh phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ, trường có bộ phận chỉ đạo trực tiếp việc đưa đón học sinh hàng ngày trên xe, ngoài lái xe còn có monitor là người giám sát việc đưa đón học sinh. Lái xe phải được tập huấn về những nguyên tắc đưa đón học sinh với tần suất 2 lần trên năm. Những nhân viên đưa đón học sinh, trường cũng ưu tiên ứng dụng cán bộ trường bởi họ nắm được văn hóa và học sinh của trường. Vụ việc bé trai bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, thầy Hòa cho rằng hoạt động đưa đón học sinh ở trường này chấp vá, không bài bản, bộc lộ nhiều lối hổng thầy cho biết có lẽ trường mầm non này thấy các trường làm thì cũng triển khai mà không lường trước được những rủi ro khó khăn mà dịch vụ đưa đón trẻ sẽ gặp phải. Chị Nguyễn Thanh Hương Hà Nội cho biết chị có ba cô con gái, các con chị đều đi học bằng xe đưa đón của nhà trường mỗi ngày. Hàng ngày tôi đưa con đến điểm xe đón, ngày nào đến muộn thì cô monitor giám sát sẽ gọi cho cháy máy đến khi xác minh được chính xác còn đi học hay là nghỉ mới thôi. Lúc đó thì cô luôn đứng ở cửa xe, khi học sinh xuống xe, cô lại đứng ở cửa để điểm danh học sinh, sau đó cô sẽ lên xe kiểm tra lần nữa, tiếp đến là tài xế kiểm tra, chỉ đến khi không còn học sinh nào trên xe thì bác tài mới được đưa xe về gara. Trên xe các con được quy định chỗ ngồi nên cô Minotaur chỉ cần nhìn ghế trống là biết đang thiếu ai. Ngoài ra, trường học có áp ứng dụng luồng tuyến xe đưa đón học sinh nên xe di chuyển điểm đến nào phụ huynh đều có thể nắm được vào giờ học trên nhóm lớp học cô giáo tiết một sẽ thông báo cho các học sinh chưa có mặt chị hương cho rằng nếu trường mầm non ở thái bình có quy trình đưa đón học sinh chặt chẽ như con trường chị thì sự việc đau lòng như trên sẽ không xảy ra nhưng ở đây dường như cả một chuỗi hành động từ người đưa đón tài xế cho đến giáo viên đều không chuyên nghiệp thiếu trách nhiệm mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại